anh em, lại là mình đây. Chào mừng anh em quay lại với kênh Tacho.com. Và trong video này mình sẽ làm một cái video so sánh nhỏ cho anh em về hai cái viên pin sạc dự phòng của Topka. Cái sản phẩm này thì nó có cái mã của nó là Y1006 ha. Và cái sản phẩm này thì cái mã của nó là Y1004. Hai cái sản phẩm này thì với cái dung lượng đó là 10.000 mAh và mình mua với cái mức giá nó cũng khác nha anh em. Cái sản phẩm Y1004 này thì mình mua giá là 99.000, còn cái sản phẩm là Y1006 này á thì mình mua với cái mức giá đó là 125.000. Thì với cái mức giá nó xê xích như vậy khi mình nó sale á thì anh em nên chọn con nào? Thì mình sẽ làm một cái video so sánh nhỏ để cho anh em có thể đưa ra một cái quyết định để anh em có thể chọn ha. Thì hai sản phẩm này á, mình mua cái phiên bản á, là cái phiên bản sạc thường nha anh em. Riêng cái sản phẩm Y1006 này thì nó sẽ còn có một cái phiên bản đó là chữ V vô, nó gọi là Y1006B. Thì cái phiên bản đó nó có hỗ trợ công nghệ quýt tràng, cũng giống như là nó có hỗ trợ power delivery với công nghệ đó là 3.0 sạc được 18W. Còn với hai sản phẩm này khi mà anh em sử dụng á, thì anh em chỉ sạc được công suất á, là 10W thôi, nên anh em cũng sạc được khá là nhanh chứ không phải chậm đâu nha. Thì ở ngoài phần đóng hộp thì anh em nhìn thấy hai sản phẩm này nó có một cái form thiết kế nó rất là khác nhau. Thứ nhất á, cái phiên bản Y1004 á, thì thiết kế theo cái dạng đó là nhỏ hơn và gọn hơn. Còn cái phiên bản Y1006 á, thì nó sử dụng theo cái form dài và nó có rất là nhiều cái tính năng nổi bật hơn cái phiên bản đó là Y1004. Thì bây giờ mình sẽ mở ra cho anh em xem ha. Những cái sản phẩm sạc dự phòng của Topka khi mà anh em mua thì nó sẽ không bao gồm cho anh em đó là những cái sách hướng dẫn sử dụng đâu, mà nó có chỉ cho anh em đó là một cái cấp sạc như vậy và một cái viên pin sạc dự phòng như vậy thôi. Và đây anh em, trên bàn mình đang là hai cái sản phẩm sạc dự phòng của Topka. Cái bên tay phải mình á là cái phiên bản là Y1006 ha, và cái phiên bản bên tay trái mình á là cái phiên bản là Y1006B. Thì anh em nhìn thấy như thế nào, mỗi cái thì nó sẽ có một thiết kế nó khác nhau. Khi mà anh em mua thì hai cái sản phẩm này nó sẽ tặng hai cái cáp sạc nó cũng khác nhau luôn. Cái phiên bản mà Y1004 thì nó tặng một cái cáp sạc nó ngắn hơn, cũng giống như là nhìn nó không có cao cấp bằng cái phiên bản là Y1006, nó tặng cái cáp nó hơi dài hơn một tí. Còn nói về cái phần thiết kế thì anh em nhìn thấy đây, ở ngoài mặt thì anh em nhìn thấy là rõ ràng là hai cái sản phẩm này nó có một cái điều khác biệt. Thứ nhất là cái phiên bản mà nó cao cấp hơn đó là Y1006 thì nó sử dụng cái vỏ ngoài là bằng nhôm, còn cái phiên bản Y1004 thì nó sử dụng cái vỏ ngoài bằng nhựa. Nhưng mà về cái thiết kế thì anh em nhìn thấy nó sẽ có hai cái cấu thành thiết kế khác nhau. Thứ nhất là một cái thì thiết kế theo cái dạng là pin dẹp như vậy nè anh em, và một cái thiết kế theo cái dạng là bầu bỉnh như vậy thì nó sẽ gọn hơn. Tuy nhiên khi mà cầm trên tay á thì mình thấy cái sản phẩm này nè anh em, lúc mà anh em cầm anh em sử dụng thì nó sẽ gọn gàng hơn so với lại cái phiên bản này. Phiên bản này nó cao cấp hơn nhưng mà nó dài á, nên khi mà anh em sử dụng thì nhìn nó hơi bề xề hơn tí ha. Nhưng mà cái độ mỏng á thì nó mỏng hơn rất là nhiều. Cái phiên bản thấp hơn á là Y1004 á thì nó sử dụng cái báo pin bằng cái đèn led như vậy nè anh em, nên khi mà anh em sử dụng á thì nó không có công nghệ bằng cái phiên bản Y1006. Phiên bản Y1006 thì nó sử dụng một cái màn hình led anh em. Khi mà anh em bấm vô cái màn hình led ha thì nó sẽ có một cái màn hình led để hiển thị cái dung lượng pin cho anh em, thì nó sẽ chính xác hơn so với lại là cái báo pin này. Hai cái sản phẩm này thì nó đều là có công suất đó là 2.1A thì nó tương đương với 10W. Cái phiên bản mà Y1004 thì nó chỉ có một cái cổng sạc thôi anh em nhìn thấy không? Nó có cổng micro USB và hai cái cổng USB A ra để cho anh em sạc cùng lúc hai thiết bị. Còn phiên bản mà Y1006 thì nó có cho anh em là chỉ một cái cổng USB sạc thôi. Có nghĩa là một cái cổng USB A ra và nó có cho anh em đó là một cái cổng Type-C và cổng micro USB để anh em nạp điện vào trong cái sản phẩm này. Mình sẽ nói một chút nữa là cái phiên bản mà Y1006 này nè thì nó sẽ còn một cái chữ V nữa là phiên bản cao cấp hơn, thì nó sẽ hỗ trợ công nghệ sạc nhanh đó là quýt chạc và power delivery, nên khi mà anh em sử dụng cái phiên bản cao cấp hơn á thì công suất nó lên đến 18W. Còn riêng cái sản phẩm này thì anh em chỉ sử dụng nó được là 10W thôi, nên khi mà anh em sử dụng á thì cái công suất sạc nó cũng là trung bình chứ không quá nhanh ha. Còn về phần dung lượng của hai viên pin này, mỗi cái viên pin á thì nó đều có cái dung lượng là 10.000 mAh, và cái dung lượng pin mà thật sự mà anh em có thể sạc được cho điện thoại anh em á thì đâu đó tầm khoảng là 6.500 mAh thôi. Nên khi mà sử dụng á thì mình thấy hai sản phẩm này nó cũng tương đương nhau về mặt dung lượng pin và về mặt cái công suất sạc. Và mình sử dụng cái viên pin Y1006 này nè thì cho cảm giác nó sang trọng hơn so với lại là cái phiên bản là Y1004 khá là nhiều ha. Anh em xài thì anh em nhìn thấy à, một cái bằng nhôm, cái bằng nhựa là đương nhiên là cái bằng nhôm nó sẽ cao cấp và nhìn nó sang trọng hơn. Thì bây giờ mình sẽ test thử cái dòng sạc của hai sản phẩm này xem nó như thế nào ha. Ở đây thì mình sẽ có một cái iPad nè, rồi mình sẽ cắm vô cái phần của iPad ha. Sạc, mình sẽ sử dụng một cái USB test nha anh em. Trước hết á là mình sẽ test cái viên pin Y1006 này trước ha. Mình sẽ cắm vô nè, và anh em nhìn thấy cái iPad mình đang để chữ đang sạc ha. Và anh em sẽ xem cái dòng trên cái đây thì anh em thấy nó đang chạy cái dòng nó rất là ok luôn, đó là 5.05V, và cái dòng ga nó đâu đó tầm khoảng là 2.06A, thì nó tương đương với lại là nhà bán hàng họ giới thiệu ha.
Thì cái này nó chỉ có một cổng thôi nên mình không có test cho anh em được hai cổng ha. Tiếp đến là mình cắm vô cái sản phẩm đó là Y1004 ha. Bây giờ mình sẽ cắm vô cái phần 2A. Thì cái Yimin sạc dự phòng này nó sẽ có một cái bên là 1A và 2A này, anh em thấy chưa? Đó, mình sẽ cắm vô phần 2.1A ha. Cắm vô. Mình không hiểu tại sao là mình thử nãy giờ nhưng mà cái chim pin mà sạc dự phòng là Y1004 này nè, không biết cái IC điều khiển của nó hay là cái phần mạch của nó có khác biệt hay không, nhưng mà cái dòng nó ra luôn luôn nó tầm khoảng là 1A anh em, không lên được tầm khoảng 2.mấy A khi mình sử dụng sạc cho cái iPad của mình. Thì bây giờ mình sẽ đổi qua một cái điện thoại ha, để cho nó có ra được cái dòng nó chung hơn. Thì bây giờ mình sẽ dẹp cái iPad của mình qua một bên nè. Tiếp đến là mình test trên một cái điện thoại ha. Thì cái điện thoại này thì bây giờ mình sẽ test cho anh em xem, mình cắm sẵn sạc luôn ha. Bây giờ mình sẽ cắm vô cái USB test. Đầu tiên á, là mình sẽ test cái cục sạc này trước ha. Y106 này. Thì khi mà cắm vô thì mình không hiểu tại sao là cái dòng của nó nhận cũng hơi thấp nha anh em nha. Nó dao động rất là nhiều luôn, tầm 1.6, 1.2, 1.3, có nghĩa là đâu đó tầm khoảng là 2A đổ lại ha. Thì mình công nhận là cái dòng ga sản phẩm này là luôn luôn nó đạt đâu đó tầm khoảng là cỡ độ 2A, nó chính xác nha anh em, chứ nó không phải là dạng mà nó quảng cáo bị lố ha. Và trên cái điện thoại của mình thì nó cũng nổi cho anh em đó là đang sạc đây. Tiếp đến là mình sẽ cắm qua cái sạc dự phòng bên đây, Y1004 ha, cắm qua cái cổng là 2.1A luôn nha. Đó anh em thấy chưa, cái dòng nó lên được là 1.mấy này. Khi mà sạc cho điện thoại này á, thì cái dòng của sản phẩm này nó mới phát huy được là nó dao động từ khoảng mức là 1.mấy ha, 0.mấy cho đến là 1.mấy thì nó dao động cũng mức ở là 2.1A, có nghĩa là đó tầm khoảng là 10W đổ lại. Khi mà anh em sạc để một tí á, thì nó ổn định hơn. Thì mình thấy hai cái sản phẩm này về cái phần dòng sạc á, thì mình đánh giá là cái sản phẩm là Y106 á, thì nó cho ra được cái dòng sạc nó ổn định hơn. Khi mà anh em sạc cho iPhone, iPad á, thì mình thấy cái dòng ga nó rất là chính xác và nó ổn định luôn. Còn riêng cái phần sạc của Y1004 này thì mình thấy đầu ga của nó sẽ không ổn định bằng cái phiên bản là Y106. Về phần mức giá thì cái sản phẩm này khi mà sale á, thì nó cũng khá là rẻ, sau đó tầm khoảng là 150.000 đô lại một viên thôi. Cái viên này thì mắc hơn cái viên này đó tầm khoảng vài chục ngàn ha. Thí dụ cái viên này nó bán 200 thì cái viên này bán đâu đó tầm khoảng 150, cái viên này bán 150 thì cái viên này đó tầm khoảng 100, thì giá nó trên lệch đâu khoảng 40-50 ngàn thôi. Nhưng mà nếu mà sử dụng để sạc ổn định á, ngon á, thì mình thấy cục này nó im hơn, sạc nó hay hơn. Còn anh em mà muốn sạc nó cao cấp hơn thì thêm vài chục ngàn mua cái phiên bản của sạc nhanh á, sạc nó im hơn. Còn cái phiên bản sạc này á thì sử dụng cũng được, và nó có hai cổng ha, để anh có thể sạc cùng lúc hai điện thoại, nhưng mà một cổng là 1A, một cổng là 2.1A, và anh em chỉ có một cái cổng micro USB thôi. Mỗi cái thì nó đều có thế mạnh riêng. Còn về phần thiết kế á, thì mình phái thiết kế theo kiểu gọn gọn này hơn nè. Còn thiết kế dài dài như vậy nè, khi mà anh em cầm trên điện thoại thì nó cũng được. Nhất là cái thiết kế của sạc dự phòng dài nè anh em, khi mà anh em sử dụng á, thì anh em vừa cầm vừa chơi như vậy này, thì nó sẽ đơn giản và nó dễ dàng hơn so với lại sản phẩm này. Cũng giống như là cái sản phẩm này nè, khi mà anh em cầm mà anh em để vô như vậy nè, thì nó hơi nhô ra, thì nó hơi khó khăn hơn ha. Thì cái sản phẩm này thì mình thấy nó ok hơn, nhưng mà nếu mà bỏ trong một cái túi á, đem theo, mình thấy cái con này thì nó hơi gọn hơn. Cái phiên bản này thì anh em có thể chia sẻ được cho bạn bè sử dụng ha. Còn phiên bản này mua cái giá rẻ thì nó chỉ sử dụng được có một cổng thôi. Đó là những cái ưu và khuyết điểm về hai cái sản phẩm này. Thì anh em có thể tự đánh giá hoặc có thể tự mua cho mình một viên pin. Riêng mình đánh giá hai viên pin này với cái mức giá thì nó quá là ngon trong cái tầm giá nó rồi. Về phần link mua hai viên pin này thì mình sẽ để dưới phần mô tả video ha. Hoặc phần chi bình luận thì anh em có thể bấm vào tham khảo và mua. Nếu mà anh em cảm thấy video này hay cũng giống như là hỗ trợ cho anh em á, thì bấm like, share cũng giống như là subscribe kênh tachao.com của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video lần sau. Và anh em bye bye bye. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Đừng quên nhấn subscribe và like kênh của mình nhé.